Chào anh em nhé, lâu lắm rồi tôi không đi câu, thì chiều đang định đi câu này. Thì tôi xin thông báo với anh em là tất cả tôi chỉ còn 57 bộ lăng xê thôi nhá. Tất cả chỉ còn 57 bộ lăng xê là hết. Và đợt sau thì chưa biết. Ok anh em, còn 57 bộ lăng xê. Và mỗi lăng xê thì tôi trộn, tôi nghĩ chắc lần này là lần lần này và cùng lắm là một lần nữa thì là thôi, thì là Tết thì tôi nghỉ. Tôi trộn không nhiều đâu, tôi trộn chỉ mấy cân thôi, tôi trộn 7 cân thôi đây. Mà tôi đang đóng đang đang đóng vào túi bóng thì nó bị hết mất túi bóng, thế là tôi vừa đi mua đây cám trứng túi bóng, túi ni lông này tôi vừa mua này. Và đây là cám trứng để mua, để mấy cả cám gạo để mua để đi câu câu lục. Đây thính chào đây nữa này. Ok anh em đây. Đây. Ni lông tôi vừa mua về để tôi đóng vào đây này. Còn đây là cám gạo và cám chim. Cám gạo và cám chim. Cám trứng, cám gạo và cám trứng để đi câu lục. Đây nữa này. Trứng gà đỏ tôi ăn này, ăn trứng gà trắng cơ. Đây trứng gà đỏ này, mua về để mang về để đi câu thôi. Đây là thính chạo này. Thính chạo tôi vừa mua này, 2 cân này. Để cần đi câu lục. Mấy cái đồ này chỉ để câu lục thôi anh em nhé. Đây. Tiện đi mua thì mua về sẵn để hôm nào đi câu thì đỡ phải đi mua. Ok. Đây là mồi lăng xê. Cái này chuyên câu lăng xê thôi nhá, không phải câu lục nhá. Câu lục của bộ môn khác, mà câu lục mà câu cái bộ môn này thì cực kỳ tốn kém. Đây mồi câu lăng xê. Đây, chỉ lúc nãy thì tôi đóng tôi gửi à. Nói tôi đóng tôi gửi mất 1 cân rồi. Ở đây chỉ còn 6 cân thôi. 6 cân hoặc là không đến 6 cân gì đấy. Có nghĩa là đóng được 6 túi gửi cho 6 anh em thôi. Anh em nào lấy lăng xê với cả mồi thì nhắn tin lại cho tôi. Để lại số điện thoại. Còn 57 bộ lăng xê cuối cùng anh em nhé. Ok anh em, nếu mà chiều nay mà tôi mà đi câu lục được thì tôi sẽ quay phim úp cho anh em xem. Và đến tuần sau nữa thì tôi sẽ đi câu lăng xê. Đồ này đang hơi bị nghiện câu lục. Ok anh em.